Quý tín chủ tuổi Bính Thìn kính mến, mây nở tử vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ tuổi Bính Thìn may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Vận trình trong năm gặp phải những khó khăn, trở ngại như thế nào và làm sao để biến những thách thức khó khăn đó thành những cơ hội cho mình và làm sao để nắm bắt được những vận may đến với mình. Thì ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thông qua các đầu mục như tổng quan sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, hướng xuất hành, tuổi song đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Vậy cụ thể vận trình ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, vận trình tuổi Bính Thìn nam mạng không mấy khả quan. Nguyên nhân do phạm phải năm tuổi, năm này nam tuổi Bính Thìn 1976, gặp hạn toán tận và sao Thái Bạch chiếu mạng, điều này tác động rất xấu đến vận số của quý anh trong năm này. Ngoài ra trong năm còn có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh trợ mệnh để giải trừ hung tinh, cho nên vận số lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe, đề nghị tuổi này cần mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Bước sang năm 2024, quý anh tuổi Bính Thìn là 49 tuổi âm lịch, đây là năm tuổi của bổn mạng, là năm gặp phải nhiều gian nan, sóng gió trùng trùng. Không phải đơn thuần mà người xưa lại có câu cửa miệng, 49 chưa qua, năm 3 lại tới. Như vậy ta có thể hình dung đây là một năm đại hạn đối với nam tuổi Bính Thìn, vượt qua được năm này có thể coi là may mắn với quý anh tuổi này. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp Bình Hòa, 2024 là năm có cát hung đan xen, bản mệnh tự lo làm ăn, ít có được sự trợ giúp từ người khác. Xét về địa chi, Thìn bước vào năm tuổi, vận khí hung tốt xấu đan xen, sự nghiệp dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng đồng thời cũng dễ bị tiểu nhân ganh ghét dòm ngó. Tiền bạc có điểm sáng nhất định nếu không quá tham lam. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, công việc có đầu có cuối, tiền bạc thu về không ít. Nam mạng Bính Thìn được nhận xét là vận trình có tốt có xấu, hung cát đan xen, chưa thực sự ổn định. Bản mệnh có cơ hội phát triển, song vẫn cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, giở trò thị phi. Tiền bạc có phần tăng tiến hơn, nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều mới được như ý nguyện. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm 2024 âm lịch, năm 49 tuổi, đây được coi là năm hạn lớn nhất của đời người, đề phòng sức khỏe, tai nạn, thương tật, mất tiền hao của. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Thìn, nam mạng, năm 2024. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2024 nam mạng dự báo, vận trình sự nghiệp của những người tuổi này trong năm 2024 rất tệ. Sự nghiệp vướng phải nhiều chuyện bất lợi, có thể xuất hiện đối thủ cạnh tranh lớn, nhiều dự định không thu về được kết quả như ý. Điều này khiến bản mệnh dễ sinh ra lo lắng, bồn chồn. Bước vào năm 2024, tuổi Bính Thìn là 49 tuổi âm lịch, vận hạn lớn nhất của đời người nên khó tránh khỏi những khó khăn, vất vả. Đặc biệt quý anh, công danh, sự nghiệp gặp chướng ngại, kế hoạch dễ đổ bể, biến động với công việc khá nhiều, đòi hỏi quý anh phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế áp lực là điều khó tránh, đúng như cái câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ các nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan. Nhưng chỉ cần bạn giữ tâm thế bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thời cơ, làm việc gì cũng phải thận trọng thì mọi chuyện sẽ thành. Càng về cuối năm càng thuận lợi, công việc phát triển như mong đợi. Bên cạnh đó, người tuổi này cũng có thể tranh thủ thời gian này để học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ giúp ích cho việc hợp tác làm ăn. Đây sẽ là tiền đề giúp quý bạn phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Một điều đáng chú ý, mặc dù là thái tuế nhưng cũng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là người ăn ở hiền lương, chuyên giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, lại có tấm lòng lương thiện, thì thái tuế là lúc ông trời ban cho cơn mưa tài lộc, bù đắp những khó khăn trước đây đã gặp phải, từ đó đổi đời cải vận, phất nhanh như vũ bão. Trường hợp 2,
là người ăn ở ích kỷ, hay làm điều ác, hay hãm hại người khác, Thái Tuế lại là lúc ông trời phán xử, ban tai họa xuống nhằm cảnh báo, răn đe, trừng phạt đúng tội. Chính vì vậy, dù cùng một tuổi, khi gặp Thái Tuế người thì phất nhanh như vũ bão, đổi đời đại gia, người lại gặp khó khăn trùng trùng. Có người từng tâm sự với tôi rằng thầy ơi, cả đời con hành thiện tích đức, chăm bố thí cho người khó khăn, nhưng sao con vẫn mãi nghèo khó và vất vả như vậy? Thưa quý vị, tất cả là do nghiệp báo mà thành, Phật dạy muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn cuộc sống hiện tại. Đời này quý vị hành thiện bố thí, nhưng vẫn khổ và nghèo đói, là do đời trước quý vị còn mắc nợ người ta, chưa trả hết, khi nào trả hết nghiệp, ắt phúc báu sẽ về tay, khi ấy cuộc sống thay đổi chóng mặt, bất ngờ giàu có. Điều này cũng chứng minh cùng một tuổi, nhưng có người ngay từ trẻ đã đổi vận, cũng có người qua trung vận mới có, nhưng cũng có người phải mãi về hậu vận mới đổi đời quý vị nhé. Đặc biệt bước sang năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm Thái Tuế phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận, từ đó ắt bảo toàn được sự nghiệp của mình. Nếu có thời gian bạn nên đi hành thiện tích đức, giải nạn, khó khăn quý vị nhé. Nhìn chung, đây sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với tuổi Bính Thìn, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi. Thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi dành cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do Thái Tuế gây ra. May mắn từ giữa năm trở đi, có các tinh thiên ấn trợ mệnh, hy vọng được mở ra cho tuổi Bính Thìn, bản mệnh cơ thể phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Tuy nhiên, không phải có cơ hội để lật ngược tình thế, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi thay vì buông xuôi. Quý anh hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn, từ đó vượt lên trên số phận, đón nhận thành công về tay của mình. Về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn, Nam Mạng, năm 2024, sự tác động của sao Thái Bạch, Thái Tuế và các hung tinh ngăn trở làm cho bản mệnh có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc bởi những vấn đề phát sinh khó có thể lường trước. Con đường phát tài của bản mệnh, việc kiếm tiền trở nên khó khăn bởi kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với quý anh tuổi Bính Thìn năm 2024 âm lịch, vẫn có cơ hội kiếm được tiền, nhưng chi tiêu, ma chay, cưới hỏi, đình đám nhiều, nên chẳng giữ được là bao, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, mua xe, e rằng vẫn còn xa mới đạt được mục đích. Những dự án hùn hợp làm ăn cũng sẽ gặp bất trắc nửa chừng, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, tốt nhất bạn nên đi học hỏi những người có kỹ năng trong lĩnh vực mà bạn muốn, từ đó bắt tay vào thực hiện kế hoạch vẫn chưa muộn. Trong năm vẫn có thể ký kết, lựa chọn đối tác làm ăn cũng chớ nên qua loa, Thái Tuế có thể gây ra tranh chấp có liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ chịu nhiều thiệt thòi, do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Với quý anh tuổi Bính Thìn năm 2024, có một năm vất vả gian nan vượt qua khổ nạn, nhưng về cuối năm nhờ có thiên tài hỗ trợ, chính tài có quý nhân, nên vận khí sẽ dần được khởi sắc. Người làm tư, làm chủ thì kinh doanh, buôn bán dù cho thu thành quả, nhưng phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần phải sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Ngoài ra với nam tuổi Bính Thìn, nhờ biết tích lũy cho nên tài lộc của nam tuổi này tương đối ổn định trong năm 2024. Vì vậy, với nam tuổi Bính Thìn cần biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, hạn chế chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Việc tiêu dùng có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình, không chi tiêu vượt quá mức cho phép mà có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, bản mệnh đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bạn tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội, nên bạn cần mọi sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Về phương diện tình cảm của tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1976 trong năm 2024. Vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình. Mặc dù đây là năm tuổi của bạn, nhưng bạn không chịu có tác động nhiều từ hung tinh đến vận trình tình cảm,
Vì vậy tuổi Bính Thìn chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được. Trong quan hệ vợ chồng, cả hai thường xuyên vun đắp tình cảm, dành nhiều thời gian để chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Có một người bạn đời đồng hành, mọi thử thách đều vượt qua một cách dễ dàng. Ngoài ra, quý anh có thể xem tuổi vợ chồng hợp hay khác nhau để tìm cách hóa giải, đem đến sự hạnh phúc cho gia đình. Nhưng xét cho cùng, năm 2024 lắm trắc trở, tuổi Bính Thìn nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cuộc sống. Chuyện yêu đương, muốn đi thêm bước nữa vẫn nên thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Về phương diện sức khỏe của nam tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1976 trong năm 2024. Do áp lực công việc nên tuổi Bính Thìn hay mất ngủ, ngủ không đủ giấc, thường xuyên nạp vào cơ thể những chất gây hại cho sức khỏe. Điều này khiến cả thể chất và tinh thần của nam mạng Bính Thìn bị ảnh hưởng xấu, dễ dẫn đến các bệnh về máu huyết và đường tiêu hóa. Vì vậy, nam tuổi Bính Thìn cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời giữ tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xông Đất tốt cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Bính Thìn, nam mạng, hợp với giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Quý anh cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Bính Thìn gồm các khung giờ sau. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Bính Thìn. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Bính Thìn. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Các tuổi Xông Đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Thìn năm 2024 gồm có Bính Thân 1956, Giáp Tý 1984, Mậu Tý 2008, Mậu Thân 1968, Nhâm Tý 1972, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Tý 1996, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Sửu 2009. Các tuổi cần tránh, không nên Xông Đất cho gia chủ tuổi Bính Thìn năm 2024 gồm có Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013, Quý Hợi 1983, Công Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982. Tử vi tuổi Bính Thìn, nam mạng năm 2024 có Phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc, Thái Tuế, Trạch Tuổi Không. Tam Tai năm 2024, ví dụ
bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Như vậy, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, năm Giáp Thìn 2024, gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 là 49 tuổi âm lịch. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là 49 tuổi âm lịch, gia chủ sẽ không phạm hạn Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào hình Thái Tuế. Năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp gặp trở ngại. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động trên sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976, trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch hư. Trạch hư là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Để vượt qua được năm tuổi của bổn mạng, tức là năm 49 tuổi, người tuổi Bính Thìn, nam mạng cần phải đặc biệt chú ý đến hạn toán tận cùng với sao Thái Bạch chiếu mệnh và hạn trực Thái Tuế. Nam tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong năm 2024 gặp hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hồn hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau: hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Nam tuổi Bính Thìn trong năm này cần chú ý 5 điều sau đây cần kiêng cữ để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật, trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tốt. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh.
Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Nam tuổi Bính Thìn năm 2024 chịu ảnh hưởng bởi sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và nên kiêng kỵ màu trắng quanh năm. Cần chú ý kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Cúng sao giải hạn, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Tử vi từng tháng theo âm lịch của nam tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1976 trong năm Giáp Thìn 2024. Tháng 1 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn, nam mạng. Xét về mệnh, tháng 1 năm 2024 âm lịch thuộc hành hỏa tương sinh thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 1 năm 2024 âm lịch thuộc Bính tương sinh Bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng. Xét về địa chi, tháng 1 năm 2024 âm lịch thuộc Dần Bình Hòa Thìn, địa chi gia chủ 1976 nam mạng. Tổng quan tháng 1 năm 2024 âm lịch, tháng riêng đầu năm Bính Thìn 1976 nam mạng vui xuân cùng gia đình, gặp nhiều niềm vui, may mắn đem đến. Về tình cảm bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Về tiền bạc bạn sẽ chi tiêu nhiều nhưng bù lại bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, bạn đã có định hướng cho việc học tập làm ăn cho năm nay bởi vậy tâm lý bạn thấy thoải mái và tự tin. Về sức khỏe thì gia chủ 1976 nam mạng tháng này sức khỏe tốt. Bước sang tháng 2 âm lịch của nam tuổi Bính Thìn trong năm 2024. Xét về mệnh, tháng 2 năm 2024 âm lịch thuộc hành hỏa tương sinh thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 2 năm 2024 âm lịch thuộc đinh tương sinh Bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng. Xét về địa chi, tháng 2 năm 2024 âm lịch thuộc mão lục hại thìn, địa chi gia chủ 1976 nam mạng. Tổng quan tháng 2 năm 2024 âm lịch, tháng 2 Bính Thìn 1976 nam mạng khởi đầu công việc một cách thuận lợi và nhiều tin vui về công việc mang đến. Về tình cảm, các mối quan hệ gia đình, làm ăn được thuận lợi. Về tiền bạc bạn sẽ gặp nhiều bội thu trong tháng này, cũng như gặp nhiều vận may đưa tới về tiền tài. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, bạn đã dự tính công việc trong tháng 1 cho năm nay, bởi vậy tháng riêng bạn hãy mạnh dạn làm mọi việc và được quý nhân giúp đỡ. Về sức khỏe thì gia chủ 1976 nam mạng tháng này sức khỏe tốt, không có ốm đau vận hạn gì nặng. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nam mạng. Xét về mệnh, tháng 3 năm 2024 âm lịch thuộc hành mộc tương khắc thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 3 năm 2024 âm lịch thuộc mậu tương sinh Bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng.
Xét về địa chi, tháng 3 năm 2024 âm lịch thuộc Thìn Tam Hợp Thìn, địa chi gia chủ 1976 năm mạng. Tổng quan tháng 3 năm 2024 âm lịch, tháng 3 Bính Thìn 1976 nam mạng, công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, bạn mở rộng các mối quan hệ và bạn luôn cảm thấy tự tin, thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Về tiền bạc, bạn có vận may về tiền bạc, một tháng nhiều may mắn đến với bạn. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân giúp sức. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nam mạng. Xét về mệnh, tháng 4 năm 2024 âm lịch thuộc hành mộc tương khắc thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 4 năm 2024 âm lịch thuộc kỷ tương sinh bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng. Xét về địa chi, tháng 4 năm 2024 âm lịch thuộc tỵ bình hòa thìn, địa chi gia chủ 1976 nam mạng. Tổng quan tháng 4 năm 2024 âm lịch, tháng 4, Bính Thìn 1976 nam mạng, công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của bạn đều tốt, nhưng cần chú ý quan tâm gia đình nhiều hơn. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều, bạn sẽ gặt hái được kinh tế cho gia đình. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, công việc nhiều, nếu không sắp xếp hợp lý bạn sẽ gặp áp lực. Hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nam mạng. Xét về mệnh, tháng 5 năm 2024 âm lịch thuộc hành thổ bình hòa thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 5 năm 2024 âm lịch thuộc công tương phá bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng. Xét về địa chi, tháng 5 năm 2024 âm lịch thuộc ngọ bình hòa thìn, địa chi gia chủ 1976 nam mạng. Tổng quan tháng 5 năm 2024 âm lịch, tháng 5, Bính Thìn 1976 nam mạng, công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Về tình cảm, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh. Về tiền bạc, tháng này kinh tế bạn phát triển, hãy cố gắng trau dồi kiến thức thực tiễn nhiều hơn để nâng cao năng lực bản thân để phát triển kinh tế cho bản thân sau này. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định. Bạn cần tập trung làm từ việc nhỏ trước, việc lớn sau để tạo cho bản thân mình cảm giác tự tin để gặt hái nhiều thành công nhất. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nam mạng. Xét về mệnh, tháng 6 năm 2024 âm lịch thuộc hành thổ bình hòa thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 6 năm 2024 âm lịch thuộc tân bình hòa bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng. Xét về địa chi, tháng 6 năm 2024 âm lịch thuộc mùi tứ hành xung thìn, địa chi gia chủ 1976 nam mạng. Tổng quan tháng 6 năm 2024 âm lịch, tháng 6, Bính Thìn 1976 nam mạng, công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Về tình cảm, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh. Về tiền bạc, tháng này kinh tế bạn phát triển, hãy cố gắng trau dồi kiến thức thực tiễn nhiều hơn để nâng cao năng lực bản thân để phát triển kinh tế cho bản thân sau này. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định. Bạn cần tập trung làm từ việc nhỏ trước, việc lớn sau để tạo cho bản thân mình cảm giác tự tin để gặt hái nhiều thành công nhất. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Sang tháng 7 âm lịch của tuổi Bính Thìn, trong năm 2024, nam mạng. Xét về mệnh, tháng 7 năm 2024 âm lịch thuộc hành kim tương sinh thổ, mệnh gia chủ 1976 nam mạng. Xét về thiên can, tháng 7 năm 2024 âm lịch thuộc nhâm tương phá bính, thiên can gia chủ 1976 nam mạng. Xét về địa chi, tháng 7 năm 2024 âm lịch thuộc thân tam hợp thìn, địa chi gia chủ 1976 nam mạng. Tổng quan tháng 7 năm 2024 âm lịch, tháng 7,
Bính Thìn 1976 Nam Mạng là tháng cô hồn nên công việc của bạn sẽ bị chững lại, nhưng bạn lại có tin vui từ gia đình đem đến. Về tình cảm, bạn được các thành viên trong gia đình quan tâm nhiều hơn. Tâm trạng bạn cảm thấy thoải mái trong tháng này. Về tiền bạc, tháng này sẽ có đôi phần khó khăn với tài chính của bạn nhưng bạn lại có tin vui từ gia đình đưa tới. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, tháng này là tháng mà theo quan niệm của người Việt thì mọi việc đều chậm và không nên triển khai mạnh trong tháng này. Bởi vậy về công việc của bạn sẽ ít hơn. Về sức khỏe thì gia chủ 1976 tháng này sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Bước sang tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 8 năm 2024 âm lịch thuộc hành kim tương sinh thổ, mệnh gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về thiên can, tháng 8 năm 2024 âm lịch thuộc quý bình hòa bính, thiên can gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về địa chi, tháng 8 năm 2024 âm lịch thuộc dậu lục hợp thìn, địa chi gia chủ 1976 Nam Mạng. Tổng quan tháng 8 năm 2024 âm lịch, tháng 8, Bính Thìn 1976 Nam Mạng là tháng bội thu về tài lộc của bạn. Hãy mạnh dạn làm những việc bạn đang dự định phát triển thêm và tập trung phát triển mạnh hơn với thành quả công việc hiện tại, kết quả tốt sẽ đến với bạn. Về tình cảm, bạn được quý nhân giúp đỡ nhưng cũng sẽ có không ít người ganh ghét. Bạn nên âm thầm làm mọi việc để tránh điều thị phi không đáng có. Về tiền bạc, tháng này rất thịnh đối với công việc làm ăn, kinh doanh của bạn. Tiền bạc của bạn sẽ phát triển khá tốt. Hãy tận dụng thời cơ của tháng tốt này để thu lại tiền bạc lớn nhất để làm nền móng cho một năm ổn định tài chính. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, bạn giao thiệp rộng hơn, đối tác và bạn bè nhiều hơn. Nhưng chú ý xung quanh vẫn có người ganh ghét với bạn nên đề phòng để tránh điều thị phi. Về sức khỏe thì gia chủ 1976 tháng này sức khỏe tốt, không ốm đau vận hạn gì. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2024 của nam tuổi Bính Thìn. Xét về mệnh, tháng 9 năm 2024 âm lịch thuộc hành hỏa tương sinh thổ, mệnh gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về thiên can, tháng 9 năm 2024 âm lịch thuộc giáp tương sinh bính, thiên can gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về địa chi, tháng 9 năm 2024 âm lịch thuộc tuất lục xung thìn, địa chi gia chủ 1976 Nam Mạng. Tổng quan tháng 9 năm 2024 âm lịch, tháng 9, Bính Thìn 1976 Nam Mạng là tháng tốt, hãy mạnh dạn làm những công việc của bạn đang muốn làm. Vận may lớn sẽ đến với bạn. Về tình cảm, bạn được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất bạn có thể. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, bạn được đối tác, đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhiệt tình và chăm chỉ của bạn. Hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn để nhận được nhiều sự hỗ trợ công việc nhất từ những người xung quanh. Về sức khỏe thì gia chủ 1976 Nam Mạng tháng này sức khỏe tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận tránh gặp tai nạn xây sát nhỏ không đáng có. Tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn Nam Mạng năm 2024. Xét về mệnh, tháng 10 năm 2024 âm lịch thuộc hành hỏa tương sinh thổ, mệnh gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về thiên can, tháng 10 năm 2024 âm lịch thuộc ất tương sinh bính, thiên can gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về địa chi, tháng 10 năm 2024 âm lịch thuộc hợi bình hòa thìn, địa chi gia chủ 1976 Nam Mạng. Tổng quan tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng 10, Bính Thìn 1976 Nam Mạng công việc học tập, làm ăn, kinh doanh buôn bán, đầu tư đều thuận lợi đối với bạn và có nhiều tin vui về gia đình, công việc đưa tới. Về tình cảm, các mối quan hệ gia đình, công việc bạn được củng cố và mọi người xung quanh luôn muốn giúp bạn trong mọi công việc bạn làm. Về tiền bạc, công việc tháng này rất thuận lợi. Bạn hãy tập trung toàn lực để phát triển năng lực tài chính của bản thân để thu về khoản tài chính lớn hơn mà bạn dự định từ trước. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, bạn được mọi người xung quanh giúp đỡ, hỗ trợ bạn nhiệt tình. Bởi vậy trong công việc bạn mạnh dạn đầu tư và làm việc chuyên tâm để phát triển công việc hiện tại lên tầm cao mới. Về sức khỏe thì gia chủ 1976 Nam Mạng, tháng này sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng do khối lượng công việc nhiều và phải đi lại nhiều.
Bạn nên cân đối hài hòa giữa cuộc sống và công việc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 11 năm 2024 âm lịch thuộc hành thủy tương khắc thổ, mệnh gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về thiên can, tháng 11 năm 2024 âm lịch thuộc Bính Tương sinh Bính, thiên can gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về địa chi, tháng 11 năm 2024 âm lịch thuộc Tý Tam hợp Thìn, địa chi gia chủ 1976 Nam Mạng. Tổng quan tháng 11 năm 2024 âm lịch, tháng 11, Bính Thìn 1976 Nam Mạng công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, bạn mở rộng các mối quan hệ và bạn luôn cảm thấy tự tin, thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Về tiền bạc, bạn có vận may về tiền bạc, một tháng nhiều may mắn đến với bạn. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân giúp sức. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 12 năm 2024 âm lịch thuộc hành thủy tương khắc thổ, mệnh gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về thiên can, tháng 12 năm 2024 âm lịch thuộc Đinh Tương sinh Bính, thiên can gia chủ 1976 Nam Mạng. Xét về địa chi, tháng 12 năm 2024 âm lịch thuộc Sửu Tứ hành xung Thìn, địa chi gia chủ 1976 Nam Mạng. Tổng quan tháng 12 năm 2024 âm lịch, tháng chạp cuối năm, Bính Thìn 1976 Nam Mạng bắt đầu công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới. Về tình cảm, bạn cảm thấy tự tin và thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Về tiền bạc, bạn sẽ được lộc tiền bạc trong nửa cuối tháng này đưa tới, một tháng nhiều may mắn đến với bạn. Về phương diện học tập, công việc làm ăn, bạn bắt đầu khởi động công việc của mình và gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý đi xe cộ cẩn thận, tránh xây sát nhẹ không đáng có. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Bính Thìn, Nam Mạng, những người sinh năm 1976. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.